Trân trọng kính mời họa sĩ Trương Hán Minh. Trân trọng kính mời họa sĩ Trương Lộ. Trân trọng kính mời họa sĩ Lý Khắc Dung. Và trân trọng kính mời họa sĩ Huỳnh Tùng Bá. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời họa sĩ Trương Hán Minh sẽ thay mặt cho 5 tác giả phát biểu cảm tạ. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các hội quán Tuệ Thành, Nghĩa An, Hải Nam, Sùng Chến và Đông Lan, Vị Phủ. Thưa quý vị, hôm nay là anh em họa sĩ chúng tôi tổ chức triển lãm ở Hội Mỹ thuật thành phố. Cái sự danh nghĩa của câu lạc bộ mỹ thuật người Hoa. Thưa quý vị, thường xuyên chúng tôi triển lãm là tập thể. Lần này chúng tôi triển lãm nhóm nhỏ, tức là họa sĩ cao tuổi, tức là anh em chúng tôi để triển lãm đồng thời so sánh nghệ thuật, cũng là một cái gương để cho họa sĩ trẻ bắt chước làm theo tổ chức triển lãm, dù là tập thể, dù là nhóm, dù là cá nhân, thì luôn luôn cố gắng nâng cao tay nghề, đồng thời dùng nghệ thuật phát huy đóng góp cho xã hội và ngành mỹ thuật. Sau đây tôi kính chúc quý vị quan khách, quý vị khách quý dồi dào sức khỏe, an khang thượng vượng. Giữa đây tôi xin phép được nói bàn tiếng Hoa. Chân chân ta cỡ vị lĩnh đạo, cỡ vị huy viên, cỡ ta vệ quản, ta gia hào. Chính thêm sư ổ mẩn, cụ vị lào y phê vô gia, sổ sư liên hợp chỉ phan, sư hoa tạc. Phi thẳng cao sinh hở dũng sinh, tỏ tạo chú vị, tại bài nắng tôn, châu chu bảo quy và sứ chen, lại tham quan. Và đại biểu, cỡ vị vô gia, tại thử sang ta gia, sư ý chân trọng và sư ý quan trị trí tiên hòa nắn mỹ sử chi lo phụ sở chỉ ban và hoa tràng tâu sư chỉ thị là chính thư chỉ ban xáo chủ hở tràng ta cha có ý không qua cho cơ hoa tràng ở đéo trẻ hòa mến phụ vệ hoa cha chính sinh tạo cho phình phụ thống không cỡ tạo cho phình hòa mến chỉ vệ hoa cha chung chính ý chư chỉ cho ai và ý mến ý số. Ta công sư dùng lẻo ta phê chỉ và sứ chen chi nhận chiêu trang chiêu chúc chư chỉ và hoa trò. Ở trẻ dùng ta hoa gia thái khai ban trai thấy xin chiêu sông hoa cho ý sơ hoài chứ sang công nghi thần chờ ở sơ hoài và công nhân hoa gia và khẩn tịnh và kể nghỉ gia chàng phẩm sâu hóa gia cao quý có nghi và thân ao chính trừ ở tàu cờ huy đưa sinh dẫn sự cô hoa chứ chứ hòa bắn chỉ cần kéo chủ biến trạng và sĩ hoàng chính hậu cân hoa sáng gia sử gia gia cơ xin y sử vô đắn sự cô hoa chứ chứ hòa bắn quá đáng tạo quân hoa quá cao. Chỉ mong không qua cho chữ hóa tràng nâng chính y vô thấy tông hóa lớn mì số hóa tràng cân qua hóa gia chỉ ban hóa tràng hóa lớn mì số huy và hóa tràng thì hiến trấn chủ là hóa gia mẫn nỗ lý chi chỉ huy thái nhau sơ huy cớ chế chấn sơ thái sổ y chỉ vây tông y tài và hóa lớn mì số
文化弘扬光大，谢谢大家，祝大家新春如意，健康。Thank you.